Đứt lưỡi, đứt lưỡi miệng mà. Đứt lưỡi miệng. Ồ, đã là ngã quá. Tàu ngầm mà chơi đồ hồ này chơi ác quá, thả mấy ta coi con tàu ngầm bự cả bá như này, canh thủ rồng đau hết cơ bắp luôn. Ê, đừng có đừng có. Không lên đầu luôn nè. Đứng lùi ra, đứng ra nó có lên nổi. Đứng lên cũng được luôn anh. Đứng lên được. Đây, đây, đây. Ồ, đã quá. Dạ, dạ. Lên mày. Ồ. Ồ, đó, đó, đó. Ồ, hiếp, hiếp dâm, hiếp dâm mày luôn. Lên nhanh, lên nhanh, vô ngoại tanh bành hết nha. Đó, đó, đó. Qua đảo, qua lên, qua lên. Qua đảo, qua đảo. Con này 6-7 kg à. Đứng lên ghế nha. Chưa, 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 đợi, đợi chứ, bắt cái này ngay. Còn nữa là đây móc lại lưỡi em. Đó, nó lên, nó lên, nó lên, nó lên, từ từ. Ngóc cho nó ngóc lên một xíu. Ngóc cái đầu lên. Ngóc lên cho nó thở lên, đưa vô à.
nó đứt dây luôn. Sao đâu? Rất là khen. Cẩn thận đó. Đưa vào xuống dưới, đưa vào xuống dưới. Vô đầu. Ra. Rồi. Đảo á. Đảo á, đảo á. Đảo á. Rồi. Rồi. Ừ, đã quá. Lần đầu tiên trải nghiệm cầm. Rồi. Rồi, lần đầu tiên trải nghiệm câu đài hồ câu cá Hoàng Hải nha các bạn. Quá tuyệt vời. Cá chấm quá bự. Kéo tê, bự quá. Ừ, không sao. Chụp được kéo hình. Rồi, bây giờ mình đem thả lại nha các bạn. Quá bự, quá tuyệt vời. Cảm giác quá phê. Hồ câu cá và Hoàng Hải toàn thả cá chép như cá chấm trôi bự ở đây nè. Anh em nào có thời gian mình tới hồ câu cá Hoàng Hải mình câu cảm giác nha các bạn. Rồi, mình thả nha các bạn. Toàn. Còn cái lưỡi trong miệng à. Cái cá này cũng không tính nha anh ơi.